lòng điền quá à. Lòng cái tổ. Cái mú đừng. Mày thì cuốn nó cái không mày thì lăng áp phô thì mú nào. Sao chứ sao mà mày thì mú được. Mấy loại đây? Đâu ai biết mấy loại đây? Nhiều loại. Nhà chồng mà ăn nhiều chứ mấy nhà cứ tại cái gì vậy? Mất ra để đâu nhẹt xem. Ở cái nhẹt mất ra mình đâu. Nếu dù chỉ xóa dây có thể theo nó. Nhưng mà có đâu mà nấu. Mà nó cầm dây. Cầm dây à? Mấy cái này là bị mọc chùy là con sẽ giỏi trong rồi. Đấy nha, bị ung thư là chồng ung thư. Ờ, chồng ung thư là ung thư nha. Chụp ảnh cái nơi này mới đẹp này. Ung thư nha, nó thế này ung thư. Nhưng mà đừng có chụp vào của gì tay của gì con này. Xong rồi tay kia cái lấy cái là tao này thêm này. Không bị chụp vào. Con nét nữa, chỉ giúp tay kia tăng thêm bằng nét. Thật về. Thật đủ. À, chụp có cái ông con ngoại ấy, ông Việt Nam ngu lắm. Này đấy, kể sao, kể sao đây. Con thằng này này đâu, cái là bị ăn cái này. Cái này đâu, chồng. Thảo chúng anh như chồng mà thằng thì con này. Chồng mà. Không mọc chồng được. Chồng cũng chồng về. Không mọc được đâu, cái này. Nhưng mà nó náo quá. Không mọc được đâu, mọc tí mà, không mọc được. Cái này không thể mọc được chồng mãi rồi. Nhà mình không bao giờ mọc được đâu. Với nhà ở chồng ở cái nhà cái tòng mì nhà cái dây nhỏ. Nó loại kẹo không nè mà. Cái cà chân như nào hả? Không lòng không. Cái mạng nhau. Phun tam mít. Lòng mạng nè. Đây này không mọc với chồng mãi cứ tiếc chồng thử nhưng có mọc đâu mà. Chồng thì ta tán nó chỉ đã u nhau đâu. Ôi giời còn lâu mà ta. Nó hú tức là ấy. Đang ra mà ta. Ai đây? Nó tốt. Điền gì? Bà là kiểu không đi rừng đi gạt. Nó ta sẽ tẩy chồng hai nhiêu đẳng cấp lớn rồi. Anh em nay rồi. Anh em nay không mọc đâu. Chuyên môn mà phải tắm hồ về. Mai chủ mai đang mổ đâu, đúng không? Mai chủ cu chó. À, giờ mong kêu chân này mấy chồng gì mà? Thì dìu xuống một tít á. Đủ khoảng độ 5 cân á. Ừ, 5 cân. Cu chó nhé mẹ. Coi như cu chó. Thấy là chỉ đẹp chứ mới nhỏ. Thấy nhà cu ví này. Ngọc có. Tí xem kinh, sẽ xe nấu một ngôi mai.